Có khi nào bạn có một cảm giác là ý tưởng content bạn ra quá nhiều không? Mà một ngày bạn cảm giác là mình có quá nhiều thứ để đăng, mình quá nhiều thứ để muốn làm. Nhưng mà hãy kiên nhẫn nha. Chúng ta có thể làm nhiều thứ trong một ngày, chúng ta có thể sản xuất ra nhiều content, chúng ta có nhiều ý tưởng để mà sản xuất content và có thể quay, có thể dựng, chuẩn bị sẵn, nhưng đừng vội để mà đăng ngay. Mỗi ngày đã đăng một video thì hãy cố gắng kiên nhẫn để ngày hôm sau có thể đăng tiếp một video. Đến khi một ngày nào đó mà bạn cảm giác là bạn không còn ý tưởng nữa là bạn sẽ nghĩ đến cái lúc này mới là quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta đang có ý tưởng nhiều, chúng ta có nhiệt huyết nhiều, chúng ta có đam mê nhiều, chúng ta đang tuôn trào về mặt cảm xúc thì hãy ghi lại, hãy ghi nốt lại, phải quay lại, phải chuẩn bị sửa soạn, làm hết đến khi chúng ta không còn một ý tưởng nào nữa thì lúc đó thì sao ạ? Những cái video hiện tại nó sẽ giúp chúng ta kích hoạt lại ý tưởng của mình.